Tổ của bạn siêu lì với số điểm là 10. Yeah, tại sao tổ của bọn mình có điểm 6 vậy? Tổ của bạn My á thì có bạn Mai, còn tổ của bạn Thơ thì có bạn Đạt. Hai bạn đó thường xuyên đi trễ. Mình đề nghị cho bạn Mai qua tổ Thơ đi. Gánh một mình Đạt độc lập mình cũng đã cảm thấy quá là mệt mỏi rồi. Cho nên thôi mình tuyên bố mình từ chức. Từ đây đến trường mất có 5 phút đi bộ. Vậy tại sao Đạt với Mai lại đi học trễ?